Chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng thứ hai, tuần cuối cùng của năm cũ âm lịch. Sáng nay mình cũng đi tập thể dục các bạn. Dự báo thời tiết năm nay là chính xác luôn các bạn. Tối hôm nay trời Đà Nẵng nó mưa rồi. Nhìn lên trời đã có mây rồi. Không khí lạnh đã tràn về rồi. Hôm qua cũng tranh thủ cái đào để ăn Tết. Nhìn nó hơi bị ngố ngố một tí. Hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật vừa rồi thời tiết ở Đà Nẵng rất là đẹp các bạn. Mình cũng đi dạo quanh quanh một số cái nơi mà bán cây cảnh nữa các bạn này. Rồi chiều hôm qua mình đi xuống Vincom Đà Nẵng mình mua sắm quần áo. Bữa nay mới có tiền đi sắm quần áo. Thì mình vừa đi mình vừa quan sát, mình có một cái cảm nhận như thế này các bạn. Hai cái ngày cuối tuần này á mà lại rơi vào những ngày cận Tết. Mình so sánh như mọi năm các bạn ạ. Là mình đi dọc dọc một tuyến đường là mình thấy nhà dân người ta mua bông mua hoa, người ta thả trước nhà ấy. Ít nhất là một cặp cúc. Đây là một cái thói quen mà người dân Đà Nẵng thường hay làm. Nhà nào cũng có một cặp cúc, đặc biệt là những cái nhà tuyến đường lớn, ví dụ như đường Lê Văn Hiến hay là những cái tuyến đường nào mà dân buôn bán lớn là phần đa là người ta mua cặp cúc người ta thả. Dân Đà Nẵng là người ta thích mua cúc để trưng Tết ở nhà. Thì năm nay mình đi mình để ý là mình thấy dường như là chưa có ai mua hết các bạn. Mặc dù có số lượng hoa không phải là nhiều, những cái đấy những cái nơi mà người ta bán hoa này số lượng mình thấy đó, ít hơn mỗi năm khá là nhiều, nhưng mà có người mua á là dường như là cũng không thấy luôn. Không biết là chắc là sáu thứ bảy gì đó họ tranh thủ là họ đi mua. Điều đó cho chúng mình một cái cảm giác là người dân á dường như là thu nhập họ không có dồi dào, tâm lý là cái thôi để ngày cuối cùng mua chẳng rẻ chứ sao sáu một tí cũng được, có chơi Tết được rồi chứ còn bây giờ lo cho những cái việc khác trước rồi. Rồi mình đi xuống Vincom mình mua sắm quần áo rồi các bạn này, mình đi từ tầng trệt mình đi lên đi hết đi coi thử bà con mua bán như thế nào. Thì mình có cảm nhận như thế này các bạn, cái ngày Tết mà nó cũng giống như ngày thường đó, mà trước đó những ngày là các bạn biết là mưa gió nó đầm đìa, hai cái ngày cuối tuần là hai cái ngày đẹp nhất, không khí đẹp nhất, trời đẹp nhất, nắng ráo rất đẹp, nhưng người dân lại đi mua sắm có vẻ nó rất là ít, nó rời rạc lắm. Mình cảm nhận như vậy rồi khi mà vào cửa hàng mua thì mình cũng mua quần mua áo xong rồi thì mình cũng tranh thủ mình hỏi cái anh mấy anh chàng mà bán cái đó, mình hỏi là em đánh giá cái năm này và cái năm trước và những năm trước nữa thì cái lượng khách như thế nào, thì anh kêu rằng năm nay giảm sút nhiều lắm anh ạ, giảm sút nhiều lắm bằng mấy phần của năm trước thôi. Rồi mình hỏi có doanh thu như thế nào, cái là doanh thu hầu như năm ngoái á là cũng thuộc loại là bình thường á, là cái tháng Tết này á, là một tháng Tết vừa rồi này năm 2021 vừa rồi là riêng cửa hàng của anh á, bán á, là 2,5 tỷ một tháng, 2,5 tỷ một tháng. Nhưng mà năm nay đến cái thời điểm này nè bữa qua á, là anh kia là mới bán được có mấy trăm triệu thôi à. Cái em trong làm sao năm nay bán tới trưa 30 mới nghỉ và kiếm tầm khoảng 1 tỷ hoặc trên 1 tỷ thôi. Mà anh nói rằng ai cũng đoán cả đó thôi chứ còn khách không có. Thứ bảy nhật mà khách như vậy là các bạn biết là thường vẫn còn bán cả nào nữa. Để mình đều qua đường. Điều đó nó khẳng định cho mình một cái nhìn nữa các bạn, là đúng là sức mua người dân chúng ta nó giảm sút rồi các bạn.
những cái chi tiêu nho nhỏ là ví dụ như là bông hoa rồi đến cái quần cái áo, nó đã thể hiện vào trong cái thu nhập của người dân. Và xét về logic thì mình thấy nó cũng đúng thôi các bạn, tại vì dịch nó kéo dài mấy năm trời ròng rã, các bạn biết là tính ra cái thời gian lao động của chúng ta nó không nhiều, những cái năm, những cái tháng nghỉ rồi những cái tháng làm nó đan xen với nhau. Rồi cuối năm nay các bạn biết là những người công nhân người ta nghỉ cũng khá là nhiều, giảm giờ làm, một số người phải về quê ăn Tết sớm. Rất là nhiều bài trước báo chí người ta chia sẻ rồi đó. Cách đây mấy ngày có một cái sự việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đó, trong khu chế xuất Tân Thuận á, 600 công nhân của một công ty nào ở Nhật Bản đã đình công không làm. Tại vì cuối năm nghe thông tin là công ty thưởng đúng 100.000 đồng. 100.000 đồng mới các bạn mua được cái gì? Không đủ vé tàu về quê. Mua được cái bánh cho con là đã 100.000 rồi. Nghe xong mới tin đó, mình các bạn là 600 công nhân xỉu luôn. Ở đình công không làm nữa. Nhiều người người ta làm mấy mươi năm rồi mà lương rất là thấp các bạn. Chỉ có 5 triệu mấy, 6 triệu thôi. Rồi đặc biệt năm nay này, họ chia sẻ là giảm giờ làm liên tục. Khác với năm. Điều đó chứng tỏ là những cái đơn hàng người ta đặt nó đã giảm, cho nên công ty người ta cắt cái giờ làm. À, như vậy là tình hình nó khó khăn đó, dường như có cảm giác giờ mới mới, mới thấp đó bạn. Sáng nay đọc báo cũng có một tin mới mới chia sẻ thêm với các bạn á, hiện bây giờ cái nợ của Việt Nam của chúng ta á, là 139 tỷ nợ nước ngoài á, chiếm 38% trên tổng GDP, xếp vào loại trung bình của thế giới. Người ta đánh giá đây là một cái mức nợ an toàn, vì so với các nước khác là nhiều nước nợ cao lắm, ví dụ như là Singapore người ta tính là 500% GDP, Đức cũng có rất là cao, Đức 100 mấy, rồi Mỹ cũng rất là cao, Mỹ thì trên 100% rồi, và một số nước khác, Nhật Bản cũng rất là cao. Như vậy là Việt Nam của chúng ta có đáng lo hay là không? À, nhìn con số 38% rất là nhẹ nhàng, đáng lo hay là không? Còn những nhiều nước khác người ta nợ cao như vậy thì họ có bể nợ hay là không? Ví dụ như Singapore nợ tới 500% rồi, cao nhất thế giới luôn á. Thì có chuyện bể nợ không đó, là nó còn tùy thuộc vào chúng ta sử dụng cái vốn vay đó có hiệu quả hay là không. Đó, câu chuyện nó nằm chỗ đó này các bạn. Một số nước tuy người ta nợ cao như vậy nhưng mà người ta sử dụng đồng tiền nó có hiệu quả, thì trong tương lai người ta thu hồi được tiền thì người ta trả được cái nợ đó, hoặc là vay nợ dưới một cái hình thức nào đó. Còn nhiều nước tuy rằng có mức nợ nhìn về con số là nó an toàn nhưng mà sử dụng không hiệu quả thì lâu ngày nó tích tụ, nó không hiệu quả thì nó không phát huy tác dụng, không thu hồi vốn thì nó trở thành gọi là nợ, nó gọi là nợ xấu đó, ngân hàng gọi là nợ xấu, thì nó vẫn có nguy cơ. Ví dụ như là tình trạng thâm ô này, thâm nhũng này, rồi đầu tư hạ tầng đó nhưng mà không đưa vào khai thác, không đưa vào sử dụng được. Ví dụ như Lào vừa rồi là tính ra tỷ lệ nợ là chỉ 54%, con số không phải là lớn nhưng mà các bạn biết là suýt bể nợ, tại vì ảnh vay quá lớn mà đầu tư không hiệu quả, đầu tư những cái nơi mà nó không phát huy được tác dụng, nó không kích hoạt được những cái dòng vốn của xã hội, nó không có tính lan tỏa. Rồi tình trạng tham ô tham nhũng trong cái gói nữa, ví dụ như là anh vay 10 tỷ nhưng mà có khi anh tham ô tham nhũng trong đó 4 5 tỷ trong đó rồi thôi, còn có mấy tỷ đầu tư thôi. Như vậy là quốc gia gánh gánh chết luôn, dân gánh chết luôn. Như vậy là số tiền thực đầu tư nó không phải như vậy đó. Còn nhiều nước người ta nhìn nợ cao nhưng mà đầu tư hiệu quả. Thêm một thông tin trong tờ báo đó đang, thì Nhật Bản là đất nước
họ cho Việt Nam vai nhiều nhất, Nhật Bản. Về tổ chức là có World Bank, rồi Ngân hàng Phát triển Châu Á cho chúng ta vai nhiều nhất. Đi ra biển trời nó vẫn mát, vẫn thoáng, rất là sướng. Chỗ này có cái sân sân bóng này. Anh em tự xử làm cái sân bóng chuyền. Từ những ngày mưa chứ còn mình thấy anh em đánh cũng cũng đều đó, đánh đều. Trời lạnh nhưng mà vẫn có người để tắm biển các bạn này đó. Tắm nước ngọt. Về nợ thì tổng số nợ Việt Nam của chúng ta tăng cao. Năm 2012 là chỉ có 58 tỷ thôi. 58 tỷ, nhưng mà bây giờ 139 tỷ. Nhưng mà tính trên tổng GDP thì nó giảm. Hồi trước 58 tỷ nhưng mà nó chiếm đến 60% GDP. Tại vì cái quy mô GDP của chúng ta lúc đó nhỏ, còn bây giờ cái quy mô GDP của chúng ta nó lớn rồi. 139 tỷ nhưng mà chia ra quy mô đó, thì nó chỉ 38% thôi, mức được cho là an toàn. Một cái mức như vậy là nó cho chúng ta thêm cái dư địa đi vay. Thì các bạn biết là nợ chưa hẳn là xấu, nợ chưa hẳn là xấu các bạn không? Hồi nãy mình nói vấn đề quan trọng nhất là sử dụng cái nợ đó như thế nào. Ví dụ như một đất nước mà nó chưa phát triển hoặc là đã phát triển rồi nhưng mà cần nhiều tiền để đầu tư một cái gì đó, nó tạo nên một cái sức hút để lôi kéo đầu tư nước ngoài vào, ví dụ như là xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, rồi đường xá là nhiều thứ lắm, hay là điện, ví dụ như vậy. Đất nước mà không có điện không có đến đầu tư hết. Mà bây giờ anh không có tiền, làm như thế nào để tích lũy số tiền như vậy ở đất nước thì không đủ, chỉ có con đường vay là nhanh nhất đó. Mà ví dụ như anh vay anh đầu tư một con đường, anh đầu tư một cái nhà máy thủy điện, hay là anh đầu tư một cái gì đó, sau khi anh đưa vào anh khai thác được liền, trong vòng 10 năm 20 năm là thu được số tiền từ cái công trình đó trả nợ, như vậy là nó có tính hiệu quả, hoặc là nó thúc đẩy kinh tế nó phát triển. Ví dụ con đường đó nó làm sao là dân buôn bán này nọ, mọi thứ nó kích hoạt, nó chạy thêm, bất động sản nó tăng, ví dụ như vậy, thì chúng ta thu lợi được cái đó thì lấy tiền đó trả nợ, chứ còn không chờ quốc gia tích lũy thì biết đấy bao giờ. Cho nên nhiều nước tư bản tính ra họ không chứ họ không ngu đâu các bạn. Nhiều anh là làm tiền biết làm chi thôi, mày biết làm thôi, mày đưa tao vay thế thôi. Làm đưa dẫn vay mà họ vay, có bạn biết là người ta về người ta đầu tư vào khoa học kỹ thuật đó, người ta đầu tư vào những nghề nó mong tính chất phát triển chiều sau về về kỹ thuật á, thì sau này anh sáng thoát ra anh bán cho mình thì giá cao, mình bán bao nhiêu lúa mới được 1 tỷ đô la, họ xúc ra mình mấy cái đồ các bạn thấy là xíu 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 không mà tiền không tiền, cái hàm lượng chất xám trong cái sản phẩm của họ rất là cao, cho nên là cái giá rất là cao, cái giá trị nằm trong cái sản phẩm rất là cao. Còn mình sản phẩm của mình chỉ là gia công thôi, cho nên là giá trị không cao, bù cái là lái số lượng, và lái số lượng bù chất lượng đó. Ở biển Đà Nẵng ngày hôm nay đó, rất là đẹp, sống như thế này là tám được, nhưng mà ai phải đủ sức khỏe, trời này ra biển nó cũng lạnh đúng không ạ, biển lạnh lắm. Đây, mình biết thúng. Ở Hội An thúng là làm du lịch, còn ở mình thì vẫn còn đi ra khơi đánh cá. Bên đây là có resort. Xây dựng cũng đã mười mấy năm rồi nhưng mà chưa đưa vào khai thác được. Bây giờ cũng lỡ dở ngương luôn đó. Cái này cũng là một hình thức lãng phí đây. Doanh nghiệp lãng phí, nhà nước lãng phí. Đó, nhà nước giao đất cho doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp xây dựng lại dở ương không đưa vào cái thác thì lãng phí cả hai luôn.
đưa vào cái thác là đầu tư được này, nhà nước thu được thuế này, doanh nghiệp mà đưa vào cái thác là doanh nghiệp làm ra tiền, trả nợ ngân hàng, tạo công ăn việc làm, đó đủ thứ đấy. Kế theo mà ảnh dừng ở đó là coi như là cả hai đều không hiệu quả hết. Đó thì ngày hôm nay cũng vừa lang thang tập thể dục, cũng có cái tin gì mới ở trên báo chí mình cập nhật được thì mình chia sẻ thêm với các bạn như vậy. Rồi, ba chào các bạn ạ. À.